Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt xây dựng 3 cầu và cầu tràn trên tỉnh lộ 151 tại hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn. Đây là những địa điểm thường xuyên bị chia cắt mỗi khi có mưa lũ gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người cũng như là phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, trên tỉnh lộ 151, địa phận của huyện Bảo Thắng sẽ xây dựng mới cầu Suối Cù tại km 3+700 bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tại Văn Bàn, xây mới cầu tràn liên hợp bê tông cốt thép Văn Sơn tại km 18+042. Xây dựng mới cầu tràn liên hợp bê tông cốt thép Võ Lao tại km 21+133. Tổng mức đầu tư 3 cầu và cầu tràn trên tỉnh lộ 151 là 35 tỷ đồng. Dự kiến các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước mùa mưa bão năm 2021. Xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên hiện đang đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã sẽ đạt 85 triệu đồng trên người trên năm và chủ động đưa ra các giải pháp để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Theo đó, xã Lương Sơn khuyến khích người dân địa phương tiếp tục phát huy lợi thế về lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình gia trại, trang trại, đẩy mạnh phát triển vùng cây ăn quả, nhất là cam V2, tích cực duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế mới như nuôi hươu lưỡi nhung, đà điểu. Để thực hiện được điều đó, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Lương Sơn yêu cầu các tổ chức chính trị xã hội phối hợp và đồng hành cùng với bà con nhân dân về giống, vốn, kỹ thuật sản xuất và đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên đã đạt trên 41 triệu đồng mỗi người một năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất canh tác đạt 75 triệu 800 ngàn đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 3%. Nếu tiếp tục có những giải pháp phù hợp, chắc chắn xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên sẽ hoàn thành được mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân như đã đề ra. Ngành nông nghiệp Lào Cai phấn đấu phát triển ổn định vùng nguyên liệu chè khoảng 7.500 hectare vào năm 2025, tập trung đầu tư thâm canh 5.000 hectare chè kinh doanh theo hướng an toàn. Cụ thể sẽ trồng mới 1.435 hectare chè tại huyện Mường Khương, chuyển đổi diện tích đất trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng chè. Phương thức phát triển vùng nguyên liệu dựa trên cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, thu mua sản phẩm chế biến ký hợp đồng liên kết với các hộ nông dân. Bên cạnh đó, nhà nước huy động lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình dự án để tập trung đẩy mạnh phát triển chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tập trung đầu tư thâm canh diện tích chè tại các vùng đã hình thành hàng hóa lớn như Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên và một số nơi khác theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lựa chọn các giống chè năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương để đưa ra sản xuất đại trà. Tổ chức chế biến sâu, đa dạng hóa các loại sản phẩm trà phục vụ trực tiếp theo nhu cầu đến thị trường tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp cho nhân dân nhằm kiểm soát vật tư đầu vào để tạo ra sản phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, những năm qua Đảng bộ xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, coi đây là giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Với 21 năm tuổi đảng, bà Lê Thị Nhung, thôn Thái Hòa, xã Hòa Mạc, luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của một người đảng viên. Không những gia đình là điểm sáng cho phát triển kinh tế, bà còn tích cực tham gia vào các công việc chung của thôn, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, bởi bà xác định sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng của một đảng viên là rất quan trọng. Có như vậy mới động viên được bà con cùng làm theo. Bản thân gia đình thực hiện tốt, rồi cũng khuyên con cháu là cũng nên chăm ngoan, rồi thì làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, rồi cũng vận động bà con trong thôn xóm là cũng cùng thực hiện, ví dụ như phát triển mô hình trồng trọt chăn nuôi, rồi cái dịch vụ vận tải đấy thì cũng tăng thêm thu nhập, vận động bà con trong thôn xóm để giữ đường sạch cái đường làng ngõ xóm, rồi thì tăng gia sản xuất để làm sao mà đảm bảo được cái chỉ tiêu nông thôn mới. Chi bộ thôn Thái Hòa có 21 đảng viên. Để làm tốt vai trò lãnh đạo, chi bộ quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Không những dân chủ được phát huy mà cách thức triển khai cũng rất bài bản chi tiết. Chính vì vậy người dân đã tin tưởng, đồng thuận cao trong mọi chủ trương của Đảng. Thái Hòa có 116 hộ dân, trên 90% là đồng bào dân tộc Tày. Nhưng toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo.
Đây cũng là thôn đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu đầu tiên của xã Hòa Mạc. Trước khi mà là họp một cái ban sinh hoạt chi bộ thì tôi cùng với ban chỉ huy chi bộ sẽ họp bàn trước thống nhất về cái nhiệm vụ, thì sau đấy nên nội dung mà họp chi bộ sẽ đưa ra bàn bạc để thống nhất với cái nội dung đấy, thì trong chi bộ đã thống nhất thì sẽ đưa ra họp cuộc họp thôn gần nhất, một đảng viên phân công 10 đến 12 hộ thì là sẽ phụ trách một cụm, thì là sẽ là mỗi người đảng viên sẽ phải chịu trách nhiệm là động viên cụm đấy để thực hiện. Với những phương châm đổi mới lãnh đạo, xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, những năm qua Đảng ủy xã Hòa Mạc chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong đó phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu về nêu gương, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp. Trên cơ sở thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cấp ủy cũng như chính quyền của Đảng bộ xã, thì cái niềm tin của quần chúng nhân dân cũng như là của cán bộ đảng viên đối với Đảng thì ngày càng được nâng cao, và chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để áp dụng vào cái việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, và đồng thời thì tăng cường cái việc phối hợp giữa các cái tổ chức đoàn thể với các chi bộ để thực hiện các cái nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hòa Mạc được đánh giá là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của huyện Văn Bàn. Trong nhiệm kỳ qua, Hòa Mạc đã thực hiện sắp nhập 10 thôn xuống còn 6 thôn, giảm các chức danh không chuyên trách từ 100 người xuống còn 36 người, giảm từ 14 chi bộ xuống còn 10 chi bộ. Trong 5 năm, đã kết nạp được 52 đảng viên, vượt mục tiêu đề ra. Những kết quả trên không chỉ tạo tiền đề cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới, mà uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, nhân dân tin tưởng, cùng đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong 5 năm từ năm 2015 đến nay, các cơ quan tổ chức đã phối hợp với Hội Khuyến học vận động được 2.446 học sinh vùng cao bỏ học trở lại trường, duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần. Phong trào thi đua khuyến học khuyến tài đã huy động được nhiều nguồn lực cả về tinh thần và vật chất tham gia phát triển giáo dục và đào tạo. Kết quả trong 5 năm qua, nguồn lực huy động quy ra tiền được gần 254 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 450.000 ngày công lao động, góp quỹ lương thực gần 240 tấn, hiến đất làm trường học 31.371 m². Nhiều cơ quan tổ chức nhà hảo tâm ủng hộ với giá trị lớn và hình thức hỗ trợ đầu tư theo địa chỉ được phát huy, như Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Bitexco, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch Cáp treo Phan Xipang Sapa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam cùng nhiều đơn vị và nhà tài trợ khác. Sự ủng hộ về tinh thần và vật chất nói trên đã góp phần quan trọng hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai phát triển bền vững, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bát Sát luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công, hỗ trợ các chính sách, giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Bát Sát đã thành lập các đoàn công tác đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công. Ngoài các phần quà của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện trao tặng, các xã, thị trấn đã trích một phần ngân sách của địa phương để tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, tu sửa mộ, trồng thêm cây xanh, quét dọn nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ, tổ chức thăm viếng, thắp nến, tri ân và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng, về nhà ở, thời gian qua, huyện đã tích cực triển khai hỗ trợ, giúp đỡ người có công sửa chữa, xây mới nhà ở. Nhờ đó mà hầu hết các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đều được ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Cùng với đó, các chế độ chính sách đối với người có công như cấp thẻ bảo hiểm y tế, chi trả chế độ ưu đãi cho học sinh, sinh viên, cấp giấy chứng nhận cho con thương binh, bệnh binh, chất độc da cam đều được thực hiện tốt. Qua đó giúp cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vươn lên, giúp nhau cùng phát triển. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.